Ai lớp này cũng bự nha bạn, bạn con thứ ba nãy cũng trọng trọng nha. Ô vậy là cũng được rồi, 4 con này gần trăm, cần được 4 con. Hello, xin chào tất cả mọi người. À mọi người ơi, hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi cắm câu ếch nha. Đây thì mình đi tới vòng vòng đây nè mọi người, vòng vòng đây là vườn. Đi bây giờ mình sẽ tiến hành đi cắm câu ếch. Let's go. Đây nè mọi người, đây chính là cái bẫy đầu tiên của mình sẽ cắm ở đây. Ở đây do có đường nước nó ra vô nè, nên mình sẽ cắm từng đầu tiên đây nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ từng đầu tiên đây nha mọi người. Mình cắm trong vườn hết thuốc vườn này dài ấy à, rồi mình ra ruộng. A few moments later. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đi thăm câu nha mọi người. Giờ này cũng cần 8 giờ nha mọi người. Bây giờ mình sẽ qua cái cần câu hồi chiều cắm trong vườn đầu tiên nha mọi người, không biết có không. Nhưng mà mình đi lại gần không nghe động đậy gì chân là mình thấy hiu hiu nha mọi người. Rồi hiu thiệt rồi đó, không dính này. Rồi đi cần thứ hai. Bây giờ tới mọi người ơi. Rồi không dính luôn. Ây chà. Rồi bây giờ mình sẽ đi tới chừng nào mà có dính con ếch mình sẽ quay cho mọi người xem nha mọi người. Rồi dưới đây. Đây nè các bạn ơi, ta nói nãy giờ nghe con ếch nó bự lắm các bạn. Nè đây nè các bạn thấy không. Nói thiệt với các bạn là nãy giờ mình thăm gần 30 cân. Đây con đầu tiên. Thật sự nó rất là bự. Mình đeo bao tay do là trong đây nó có thuốc. Trong cái mồi này nó có thuốc nha các bạn, cho nên mình phải đeo. À, đây nè các bạn, con ếch nó bự lắm, nói chung là mình mừng lắm. Gần 30 cân mà mình cầm có 150, gần 30 cân kiếm được con ngọt. Vui lắm mà. Mình tưởng là lỗ 10.000 tiền cá biển rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục nha các bạn. Nó bự lắm. Nó khoảng tầm đâu không được khía nữa. 100g thì 10 khía, con này không được khía nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp các bạn ơi. Đây, đây các bạn ơi, bây giờ mình nó đã dính nữa nè các bạn ơi. Thật sự là con ếch, mấy con ếch ruộng bây giờ nó bự lắm, mình rất là mừng. À, thấy không các bạn, thấy không nó bự quá trời luôn nè, nó móc nè đó. Rồi cái bao tử ếch ra, mình tưởng là mình đã tiêu đi 10.000 cá biển này nha rồi đó. Bây giờ mình sẽ bỏ ếch vô, con này là con thứ hai mình cầm câu mà 150 cần mình có thể đếm được mấy con ếch dính nữa đó mấy bạn. Các bạn thấy mình hay không? Nếu hay cho mình một like và một subscribe nha các bạn, quá là vui luôn. Phải nói là trong mấy năm nay cắm câu của mình là đợt này là dính nhiều nhất. Con rửa cho nè, con này nó trọng hơn con nãy, hai con nãy nhỏ lắm. Còn hai này là nó nhiêu nè bạn. Ô mình tưởng đâu là mắc à, mắc cái chì lắm trời. Ồ cũng được rồi, bỏ vô bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ mắc mồi vô mình đi tiếp. Hết cả hồn mình tưởng đâu là em ơi. Nó nói là gung. Nhưng mà được 3 con là 3 con cũng cỡ 3 kg gì đó. Con khé. Đấy. Ôi, ăn dữ nè. Đấy rồi các bạn ơi, nó giò từ đưa luôn. Phải ăn dữ nè, phải chiều nãy đi thăm sớm mà được à. Thăm trễ quá. Cái khúc ở trong kia thì không có ếch, mà ra đây có ếch, mà ếch nó nhỏ chứ cũng vừa vừa. Các bạn ơi,
thật sự là rất là hiếm hết. Đó là trên ruộng này mà hết chục người tắm hồ trường này xảy nữa nè. Ô phải đi sớm là được rồi. Đúng quá. Ôi xảy nữa rồi. Trời ơi nãy giờ cũng nhiều lắm rồi đó. Xảy thôi các bạn ơi, mai nó dính lại, mai nó không dính lại thì tự tử luôn. Nãy giờ là được 3 con rồi đó. Nãy giờ đâu không cần 50 con, 3 con chỉ là 150 con rồi, 9 con. Thôi cho 10 con đi. Ai ngớp này cũng bự nha bạn. Bạn con thứ 3 nãy cũng trọng trọng nha. Ôi vậy là cũng được rồi, 4 con rồi. Gần 100 cần được 4 con. Wow. Đó, bây giờ 4 con nè. Bỏ vô mình sẽ đi tiếp. Mình bỏ đồng cho nó là được 10 con đó. Mình phát hiện là con ếch này nó cũng mấy nè bạn. Nó cũng bự mà trong đây là mình phát hiện là nó ngậm thêm một con nữa nè. Đây trong đây là con nhái nhỏ nè, nó thấy không? Nhái nhỏ ăn cái con ếch bự nó ăn nè. Đó là có nghĩa là hai con, mà con này là dục rồi, nó bậy nhè rồi. Rồi cần này là cũng không có phải là gì gọi là thú vị. Dục con nhỏ bỏ, bây giờ mình bắt con bự nha bạn. Đó trời, như đây cũng qua khỏi cái mùa dịch này, nhật ký mùa dịch mà mọi người. Ếch nó cũng xài dịch, nó cũng trốn hết chứ nó đâu đi khơi khơi được. Chỉ thị 16 mà nó phải ở trong hang nó chứ, nó ban đêm nó đi khơi khơi tốn 15 triệu ạ. Rồi bây giờ mình sẽ móc mồi đi tiếp nha mọi người. Đi mình cứ đi vừa vào trong con đường, tại vì mình cũng có một đường mình chậm hoài vậy đó. Trời ơi ở đây nó thấy cái này à. Dưới đây một con nữa nè mọi người ơi, chín nè, chín được con nữa nè. Con này nhỏ. Ồ vậy là trên 10 con rồi, chắc cỡ 11 con. Ai cầm câu kiên cử nói gì mình không có cử đâu, tại vì nó y chang cử chi nữa. Giờ mình móc sẽ chờ lại cái bãi cho bóng rồi mình móc mồi mình bỏ xuống nữa. Rồi bây giờ mình sẽ đi. Mình nghĩ là nó cũng nãy giờ cũng gần ký. Thì không phải là con số nhiều, nhưng mà nó không phải là số ít. Đây. Đây dính nữa rồi. Con này là nó là nhỏ mà ham chơi nè, đi chơi lêu lổng mà đi đêm nè. Đó, thấy không? Mọi người. Nhỏ xíu à, bằng ngón tay cái à, thấy không? Nó cũng bự hơn con nhái nữa, nó là ếch, con nhái là nữa. Mọi người nhìn biết nè. Rồi, đây hết. Ồ, hết cần nó ban cho mình một con ếch chúa nữa nè. Ếch này bự, chứ không phải nhỏ như mọi người. Nè. Đây. Ồ, không phải. Ấy, hết cần rồi. Đó. Mình nghĩ là ở đây hồi chiều mình có cầm hai cục mình giấu nè, mình sẽ dời từng ngày lại đắng mình cầm luôn, tại vì ở đây đường nước nó cạn, cái tự nhiên ếch nó ăn nè. Mình trả ở đây một bãi luôn. Xong mọi người rồi, cần cuối cùng rồi, cái mình cột lá lúa này làm dấu. Ôi cần cuối rồi, đi vô
Bây giờ mình sẽ vô trống, sáng ngày mai mình sẽ đi thăm rồi mình sẽ cho mọi người biết là được bao nhiêu ếch nha mọi người. Đi vô luôn. Rồi. A few moments later. Hello, chào buổi sáng tất cả mọi người nha. Mình đã ra tới ruộng rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi cúng câu, gọi là đi cúng câu đó mọi người, cho trời sáng luôn đó. Ôi, sáng trời lạnh lạnh, gió thổi như gió bắc vậy đó mọi người thấy không? Mình cầm trong vườn nhưng mà chắc mình không cúng trong vườn đâu, mình cúng ở ngoài ruộng trước. Do là ở trong vườn hồi tối thăm không có dính gì chắc. Nên bây giờ đi cúng ngoài ruộng trước vô mấy cần này nè. Do hồi tối ít dính, giờ nó cũng không dính luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cúng từ từ nha mọi người. Đây nè mọi người, nãy giờ mình đi nãy giờ thì giờ dính được con rồi mọi người. Đó thấy không, nó nhỏ xíu à. Ớt cái này nó nhỏ xíu à, thấy không nè. Nó nhỏ xíu, nó như con nhái vậy đó. Nhưng mà thôi dính cũng được. À giờ này cũng ít à. Ít à. Nó dính đầu ngoài nhiều hơn trong đây. Nãy có người hỏi dính không, mà có dính đâu. Thì đây mọi người, dính được con thứ hai nè. Bữa nay sáng thăm nó không dính nhiều. Nó sảy không, toàn lại sảy không, bây giờ dính được con thứ hai. Mọi người, con này cũng bự 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 chứ không phải là nhỏ nè. Nè thấy không? Đó. Do là sáng ếch mình nghĩ là mấy con sảy là toàn ếch nhỏ không, tại vì ếch bự nó mới dính lại. Mình để ý hồi tối cũng có mấy con ếch nhỏ nhỏ nó ăn, gọi là gần cái nó nhảy mất tiêu. Mình nghĩ là ếch nhỏ nó sẽ nhảy. Nãy giờ mình thăm đâu gần 50 cân rồi đó, mình cuốn gần 50 cân rồi đó mà nó dính được hai con quế thiệt chứ. Nó hồi tối sảy rồi, bây giờ nó sảy nữa, quấy tèo. Mấy con đó mình nghĩ nó bằng con nhái. Nè, đây nè, đây sảy nè, thấy không? Sảy dấu giò nè. Ủa, còn nè. Nè. Mùi. Là được 3 con. Ếch nó lại đường mương uống nước đó. Cái mình móc mồi đó đó. Cái nó uống nước, cái nó ăn luôn. Cho nên là thường là cắm mấy chỗ có nước, kiểu vừa khô vừa có nước. Ếch nó đâu có phải ở dưới nước không đâu mà. Nó ở trên bờ, rồi nó xuống nước nó ngâm mình, rồi nó lên bờ. Bởi vậy nước mà ngập ruộng là mình cắm trên mẫu. Còn mà đây là dính nữa nè. Mọi người thấy không? Con này nó dính nè. Nó dính rồi quắn cái giò lại là hết chạy rồi mọi người. Còn mấy con kia nó không quắn ấy, nó sảy phải rồi. Con này cũng bự nè, nó mặt trời mọc nè mọi người, mặt trời mọc ơi. Nãy mình không có ra lúc mặt trời mọc mà mình ra hơi trễ, không có quay chút, mình biến đi chết là không dính con gì chứ. Nó dính thì ra quay cũng được, con này không dính. Bình thường quấy cái túi này nó kỳ cần cổ xuống nặng chết đấy. Mà túi này không gỉ gì chứ, kỳ cục nha. Do là nó không có ếch cho nên nó không gỉ. Trời ơi, kìa kìa mọi người ơi. Nè, nó nè. Thấy không, nó quậy nè. Có ếch. Có ếch nằm trong kẹt nè nè. Đó, thấy không, nó đang thui nè. Con này bự nha. Con này bự nha. Đó. Nó ăn lôi cái bao tử ra luôn nè, con ếch nè. Nó lôi cái bao tử con ếch ra luôn. Nó móc vô cái tay nó. Cái là hết thoát à. Đây bây giờ mình sẽ đặt máy đây, mình gửi cho mọi người xem nha.
để mình chỉ mọi người cái cách gỡ ếch luôn. Tại vì hồi đó, hồi lúc mình mới cầm á, mình đâu biết gỡ ếch không. Mình nắm mình giật cái con ếch nó muốn chết luôn mọi người. Đây nè, cái lưỡi á, nó xuôi theo chiều nào á, cái mọi người nắm gì nè, mọi người giật cực ra, nắm cho nó thẳng thẳng ra. Hồi đó mình xoay tét cái miệng con ếch luôn, mình tức quá trời luôn. Dính đợt này nó không dính nhiều, nhưng mà cũng đủ ăn nha mọi người. Không phải đủ ăn gì, nhật ký mùa dịch mình đi mình quay theo kiểu dịch giả quá mà. Dịch cái gì nó cũng hiếm thôi. Tới ếch mà nó còn không đi ăn nữa là mọi người cũng biết rồi đó. Ếch mà nó còn sợ dịch nữa, quá lợi hại. Mọi người nên ở nhà. Cái gì à, người dân nên ở nhà hoặc khi không cần thiết. Mình ra ruộng chứ mình không dám đi vòng vòng ở trong kia. Mà cũng ghê quá, nãy đi cũng không có đem theo khẩu trang, cầm câu ếch sơ hồi gặp công an mất 2 triệu. Đợt hổm ở chợ mình cũng có mấy ông bị phạt 2 triệu không đeo khẩu trang đó mọi người. Nè, nó quậy nè mọi người, nó thấy không, thấy ếch không, nó quậy cái bãi nè, bãi nó lên láng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ thôi nha. Lại đây mình thấy con này bự nè mọi người, nó dính 2 cần liền luôn nè. Con này bự hơn mấy con nãy đó, người thấy không, đây dính luôn nè. Rồi cần đây không dính luôn, vậy là hết câu rồi mọi người. Vậy là cần này là cần cuối cùng rồi. Vậy là sáng giờ mình thăm dính cũng có 10 mấy con. Nè mình có cuộc cổng lúa làm dấu nè mọi người đó, thấy không. Rồi bây giờ mọi người ơi, bây giờ là mình túi ếch mình được như mọi người. Giờ là mình mệt quá, mình lội hết nổi, lội hơn nãy giờ. Bây giờ là nó bụng cũng tay chân rồi. Bây giờ mình chỉ còn cách này là mình vô nhanh nhất thôi. Mời mọi người nhìn xem nè, mình kéo hả, 1 2 3. Hay vô WhatsApp mọi người. Mọi người có thấy là nhờ một số kỹ thuật của máy tính Photoshop thì cái bắp cao sau lưng mình nó cũng biến, nó cũng thay đổi từ một cái ruộng lúa nó thành bây giờ nè mọi người. Đó, mình cũng thay đồ mới luôn, ghê không? Wow. Mọi người thấy không? Tóc để đợt dịch tới giờ không có hất được, tới bây giờ cái mình tắm cái mình vuốt đắp ngược lên giờ nhìn đi gan trong những phát. Sáng hồi tối thì dính nhiều, sáng ra có 10 mấy con à. Nó được nhiều đây nè, trong túi lưới khó thấy quá mọi người. Đó, gì cũng được ha. Đó, mọi người thấy rõ chưa? Đó. Nó dính gì cũng được rồi mọi người, gì cũng đủ ăn rồi. Mình sẽ kết thúc clip tại đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi cái clip từ nãy giờ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Bye.